Rồi. Rồi bộ. Xem vào đi bộ. Tiếp tục. Lưới, đánh lại hai banh. Và xin chào tất cả quý vị và khán giả đã quay lại với nội dung đôi nam nữ 1.400 điểm ngày hôm nay. Và đây là lượt trận vòng loại trực tiếp giữa hai cặp đôi Hiền VIP Vinh Mini và cặp đôi của chị Thu Phạm và Tiên Quốc Hùng. Ở trong lượt trận trong game đấu đầu tiên thì phần thắng đã thuộc về cho chị Hiền VIP và Vinh Mini. Đây là lượt trận playoff của cả hai cặp đôi. Và giải đấu các bạn đang xem đang theo dõi là giải quần vợt diễn đàn Tennis Vinh Infinity tranh cúp khách sạn nhất quý mở rộng lần 1 năm 2023. Và đây cũng là nội dung thi đấu nội dung thứ 5 của giải đấu lần này. Ngày mai sẽ là ngày tiếp tục của nội dung cuối cùng, nội dung đôi nam 1.325 điểm trong khuôn khổ giải tranh cúp khách sạn nhất quý. Bóng vẫn còn. Một pha buông bóng rất cảm giác của Vinh Mini ở trong tình huống vừa rồi. Ở trận đấu trước thì cặp đôi của Vinh Mini và chị Hiền VIP thua cuộc trước cặp đôi của Hadi Chun và chị Giàu Tây Ninh. Vừa rồi là một pha ngắt bóng rất lạnh lùng của Tiền Quốc Hùng. 15 đều. Vâng, một pha smart hơi gấp của Vinh Mini và nó đem về điểm số thứ hai ở trong game đấu thứ hai này dành cho Tiền Quốc Hùng và chị Thu Phạm. Và lần này thì đó là sự phòng thủ tốt của Vinh Mini nhưng pha thực hiện cuối cùng của anh bóng lại không qua lưới. Một pha bắt bài và bỏ nhỏ của Tiền Quốc Hùng rất tốt nhưng nó lại được thực hiện thiếu chính xác một tí mà thôi. Đó là tình huống giao bóng A. Một đều. Tiếp tục.
Trong game đấu tiếp theo thì chị Hiền VIP sẽ là người cầm trái bóng. Rất hay và xử lý rất lạnh lùng của Vinh Mini. Hiện tại thì vẫn chưa có break nào được xuất hiện trong những game đấu đầu tiên này. Rất hay và phòng thủ và dướn người rất tốt của Tiền Quốc Hùng cũng không thể đưa bóng lọt qua tầm tay của Vinh Mini được. Dạ đúng rồi anh Ngữ ơi, đây là lượt vòng loại trực tiếp playoff anh. Em cũng biết anh Ngữ đang nghĩ gì rồi. Bóng vẫn còn, sự cứu bóng tuyệt vời của chị Hiền VIP. Và pha dâng lưới và nhấn bóng rất lạnh lùng và cực kỳ dứt khoát của Tiền Quốc Hùng. Nỗ lực cứu bóng liên tục đến từ cặp đôi Vinh Mini và chị Hiền VIP. Và trong game đấu tiếp theo người cầm giao bóng đó là chị Thu Phạm. Dạ anh Hậu, cái này em cũng không rành anh ạ. Rất hay và nhấn bóng rất dứt khoát của Tiền Quốc Hùng. Và các bạn có thể thấy sự đeo bám rất tốt đến từ chị Hiền VIP. Và đó là một quyết định bóng ao của trọng tài. 30-0 cho chị Thu Phạm và Tiền Quốc Hùng. Và return forehand winner của chị Hiền VIP trong tình huống vừa rồi. Vinh Mini kịp không? Đó là một tình huống di chuyển và cắt bóng rất chìm của Vinh Mini ở trong tình huống vừa rồi. Và nó đem về điểm số 30 đều ở trong game đấu thứ tư này dành cho chị Hiền VIP và Vinh Mini. Bóng vẫn còn. Những pha kéo bóng của Vinh Mini là rất nhẹ nhàng và rất khéo léo. Vâng, các bạn có thể thấy một pha running forehand rất chất lượng của chị Hiền VIP trong tình huống vừa rồi. Và nó đem lại cho chị và Tiền Quốc Hùng một cơ hội để bẻ break ở trong game đấu này. Dạ, chắc sau 1 đến 2 lượt trận nữa thì em sẽ gặp các anh ngay anh Tú ạ. Và đó là một pha forehand tiếp theo khiến cho
ngủ với bóng vừa rồi của Tiền Quốc Hùng, bóng đi ra ngoài và tỷ số hiện tại ở trong loạt trận playoff này đang là 3-1. Bóng vẫn còn. Và đó là tình huống xử lý bóng ra ngoài của Quốc Hùng. Dường như đó là một tình huống giao bóng lỗi kép của Vinh Mini. Bóng vẫn còn. Vâng, đó là một pha tràn lưới với một pha ập lưới, nó gọi là sở trường của Tiền Quốc Hùng, nhưng rất tiếc đó là một pha chặn lưới, bóng không trúng mặt vật. Sự phòng thủ là rất tuyệt vời đến từ chị Hiền VIP. Lần này thì và forehand của chị Hiền VIP, bóng đã ra ngoài. Và trên màn hình quý vị và bạn là chị Thu Phạm, người đang kết hợp với Tiền Quốc Hùng để thi đấu nội dung đôi nam nữ 1.400 điểm này. Xin chào anh Dũng Võ. Đó là một pha giao bóng tốt của Vinh Mini. Bóng vẫn còn, các bạn có thể thấy sự di chuyển rất nhịp nhàng của Vinh Mini và chị Hiền VIP, giống như đã di chuyển, đã thi đấu cùng với nhau rất nhiều lần rồi. Kịp không? Chạm được bóng nhưng pha cứu bóng là không thành công. Bóng vàng. Và bây giờ là tình huống bóng vàng 40 đều. Kịp không? Bóng vẫn còn. Vâng, một pha cắt bóng winner. Một pha slide tốt của chị Hiền VIP trong tình huống vừa rồi, và nó đem về cho cặp đôi của chị và Vinh Mini game đấu thứ tư. Tỷ số hiện tại trong lượt trận playoff đang là 4-1. Thật sự thì chị Hiền VIP di chuyển và bọc lót cho Vinh Mini các tình huống tràng lưới là rất tốt. Và lấp chỗ trống rất tốt đến từ chị Hiền VIP. Và đó đang là lợi thế cho cặp đôi của chị và anh Vinh Mini trong lượt trận playoff này. Tiền xe buýt tiền ơi. Xin chào Phan Huy và xin chào Tuấn Sư Phạm. Sau giải đấu này em không thấy Tuấn Sư Phạm xuất hiện. Tuấn Sư Phạm vào để cổ vũ cho anh Vinh Mini à anh.
Đó là một pha thực hiện forehand dọc dày rất táo bạo của chị Hiền VIP nhưng nó lại không qua lưới. Giao lại bóng 1. Chị Thu Phạm không hề có một pha né tránh nào đến từ chị Thu Phạm, một pha đôi công với Vinh Mini. Nhưng lần này thì Vinh Mini đã giành chiến thắng trong pha đôi công vừa rồi. Vinh Mini là lấy bóng, bóng vẫn còn. Đó là pha ép sâu chứ không phải là một pha bỏ nhỏ của Vinh Mini. Và vừa rồi đó là tình huống đưa bóng ra ngoài bằng pha lốp bóng của Tiến Quốc Hùng. Em xin chào anh Lê Minh. Ngày mai mình có lên cổ vũ cho lượt chung kết 1425 không anh? Pha giật phòng rất đều của chị Hiền VIP. Đó là một pha mở mang cá rất tốt. Và Vinh Mini đã dùng hết sức bình sinh để dướn cho bóng vô lê vừa rồi. Và đó là một cú dummy volley bóng ra ngoài của Tiền Quốc Hùng. Sự xuất sắc và kết hợp rất nhuần nhuyễn của Vinh Mini và chị Hiền VIP đang giành một lợi thế rất áp đảo ở trong lượt trận playoff này. Bọc lót tốt đến từ chị Hiền VIP, chị Thu Phạm. Bóng vẫn còn. Nhưng pha nhấn bóng vừa rồi của Vinh Mini là hơi khó với cú forehand vừa rồi của chị Thu Phạm. Và 15-0. Đó là một tình huống vô lê quá khó của Tiên Quốc Hùng. Nó khiến cho những bước chân di chuyển của chị Hiền VIP là không kịp trong tình huống cứu bóng vừa rồi. Một pha lốp bóng và trọng tài là cho quyết định rằng bóng out. Đến từ ở cú lốp bóng trái tay vừa rồi của chị Thu Phạm. Và sau pha quay lại và rất chậm, các bạn có thể thấy được sự quyết định của trọng tài đến giờ phút này vẫn là chính xác. Đó là một pha không hiểu ý giữa Tiền Quốc Hùng và chị Thu ở trong tình huống vừa rồi. Ngờ rằng Tiền Quốc Hùng sẽ lấy bóng ở trong tình huống giữa sân như vừa rồi. Nhưng Tiền Quốc Hùng lại có vẻ như là đã quá tầm với của Quốc Hùng ở trong tình huống vừa rồi. Vâng, đó là một pha đánh rất bất ngờ của chị Thu Phạm, bóng được tìm đến thẳng vị trí của Vinh Mini. Và một pha vô lê hỏng của Vinh Mini, tỷ số hiện tại đang là 40-30. Vẫn là match point cho cặp đôi của Vinh Mini và chị Hiền VIP. Vâng, đó là một pha đánh bóng chật vật và đã kết thúc trận đấu. Và phần thắng thuộc về cho cặp đôi của Vinh Mini và chị Hiền VIP. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong lượt live stream tiếp theo.